theo chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Dân cậu này, bạn sẽ không cho tôi tiền ăn trưa của bạn đúng không? Hả? Được rồi, tôi sẽ gặp bạn 6 giờ hả? Giảm không đưa tiền ăn trưa. Trời ơi, bạn ơi, buồn quá bạn, mình bị bắt nè. Trời ơi, trời ơi, mọi người ơi, mọi người. Sao mọi người cũng bị... Ủa, từ từ, tất cả thành viên ở Heo Team cũng ở trong căn phòng này. Là có nghĩa mọi người đều bị bắt nạt giống nhau hả mọi người? Có gì vậy? Ôi trời ơi, ủa là sao? Ủa sao? Chị nghèo đâu, cái này đâu phải chị nghèo, cái này do chị lấy hết tiền chị đi mua đồ ăn, chị ăn nhiều vô, chị hết tiền chứ phải chị nghèo đâu, chị thôi, đâu nói chung là hiện tại Hero Team tụi mình đang bị bắt nạt với một cái tên rất là xấu xa luôn. Nên là nhiệm vụ của tụi mình biết làm gì trong này không? Mình phải thoát khỏi chỗ này và bắt nạt ngược lại nó, hiểu không? Đó, ủa, nhiệm vụ của mình. Đây là lớp học của Jimmy, và ở đây là đầu tiên là hoàn toàn không được đi ra ngoài mà. Rồi, cái gì đây? Lớp học của Jimmy hoàn toàn không được đi. Ok, ủa là sao không được đi là sao? Mình đi luôn, mình sợ gì? Không được phép ra ngoài đó. Đây, từ từ, cái điều luật thứ 2 mới ghê nè. Tất cả tiền ăn trưa của bạn là của tôi. Ha ha ha, thấy chưa? Chị thấy không? Người ta bắt nạt mình trời vậy mà mình... Trời đất ơi. Chị nghĩ sao? Người ta lấy tiền ăn trưa của chị mà chị còn nhúng nhường, chị còn đưa tiền cho nó làm chi vậy, đúng không? Bây giờ... Nhưng mà nhỏ đó người ta quýnh mình sao? Trời mình ơi, bây giờ mình sẽ đi tới phòng hiệu trưởng, mình mét cô, được không? Mình mét thầy. Tại vì cái hành đó hành động... Đúng rồi. Đó là... Mét. Đúng rồi, đó là cái hành động không nên. Nói bạn ơi, bạn mà bị bắt nạt đừng quên nói cho cô giáo hoặc là ba mẹ biết nha. Còn bây giờ tụi mình đi mét thầy hiệu trưởng. Phong ơi, đi thôi, không thể nào bị bắt nạt như vậy được. Trời ơi, tôi tức quá mà. Bây giờ mình nói mét thầy cô cái đầu á, các bạn kêu quýnh mình sao? Trời ơi, không có sợ, để tôi bảo kê cho cái gì. Ôi, trời ơi, trời ơi, nó thấy mình rồi, mấy bạn ơi. Trời ơi, nó đuổi mà đuổi, trời ơi, nó kìa, nó bự kìa quá. Chạy, chạy, chạy. Lắm đó, ok. Ôi, bây giờ phải vượt qua chỗ này để tới phòng hiệu trưởng mét thì cô đó bạn ơi đó. Hồi sao chỗ này có hình của ông này không vậy? Trời ơi, cái gì đây? Cái gì? Hình gì đây? Trời ơi, bị bắt nạt mà con dán như ngôi sao nổi tiếng gì kỳ cục vậy? Trời ơi, khó chịu nha, khó chịu nha. Trời ơi, trời. Chiến thắng không? Bạn này chắc là kiểu quánh nhau giỏi á nên là được đặt giải quánh nhau. Cái gì có giải quánh nhau rồi? Chị nhớ có giải học sinh giỏi thì giải quánh nhau chứ tao lao biết lao vừa nha vậy. Làm gì giải nào, giải quánh nhau bà mui này. Mà tao lao vậy. Ui trời ơi, tôi cách tay qua kìa. Ui cái bà đó luôn. Đây là cái thằng bắt nạt nó rồi, nó đưa cái tay đây là thằng người nào mà tới là nó bắt luôn rồi bạn. Ai! Trời ơi, ông tôi nổi. Ông khỏi bắt luôn rồi sao? Lấy tờ tiền cái tôi bắt luôn đó. Bà mui này, bà mui nói xong rồi ông luôn. Trời ơi, trời ơi, sao cái thế giới của cái ông nội bắt nạt là nhìn ghê quá à. Ồ, nhìn ghê. Đây à, thấy à, toàn có gì à, búa nè, kép, đồ lắm vậy. Ủa, đi học được mang cái này. Đi học được mang cái này, sao tôi thấy lạ vậy ta. Ôi, cái này chắc là giấu giếm chứ còn các thầy cô làm sao mà cho được. Mà cái cặp nào mà chứa được với cái cục đó với bạn. Trời ơi, còn lưỡi lam cái gì mới búa không à, thấy ghê luôn. Đi học là mình phải cái sách lấy dở ra chứ đâu ra cái kia kỳ cục kẹo luôn à. Nó uống con bim bim nè, uống mua được không? Giờ từ từ đó coi coi, 25 đô bất không có tiền bà ơi. Trời ơi, đã bị chấn lột tiền rồi sao còn tiền nữa đúng không? Bây giờ phải đòi lại thôi. Trời ơi, tiền mẹ em mọi người buổi sáng á mẹ em hay cho 10.000 mà cái tên nó lấy hết trơn sao ăn được đúng không? Ủa mọi người từ buổi sáng mọi người em thường ăn bao nhiêu? 10.000 à. Ờ hồi đó chỉ có 10.000. Ủa Phong tao đâu rồi Phong? Mọi người được cho tiền ăn sáng hả? Ủa chứ sao? Chị cũng được ăn hả? Không. Ủa chị hết không khí gì sống hả? Mui ăn nhiều quá, Mui ăn ở nhà hết rồi, giờ đâu có cho tiền nữa đúng không? Hay là vậy, hay là sao? Út tôi nghèo. Ê mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Là... Ê mọi người, thấy mấy cái tủ không? Mấy cái tủ có mấy con mắt kia hép hép cứu cứu là có nghĩa là cái gì đó. Mấy cái người bị bắt nạt, người ta sợ quá, người ta trốn trong cái tủ này nghe. Tụi ơi chưa? Ôi, tao nói tụi người ta là bình thường á, người ta đi học á, người ta được ba mẹ cho 10.000, 20.000, 15.000 để người ta lên trường người ta ăn dĩa cơm gà hiểu không? Còn Mui là ở nhà là Mui ăn nguyên con gà rồi, cho nên là Mui không có cần tiền đi học. Trời ơi, ơi nghe dạ. Xuống gì vậy? Nghe xuống vậy vậy? Ủa nhà chị vậy không? Ủa mà. Ủa mà tự tự không? Chưa là sướng chết nào, nghe xong thì có. Từ. Ủa mà Phong, làm gì có gì mà ăn xảo à. Mà Phong, ủa mà hồi đó ông là ở dưới giường mà mua sao ông biết rõ vậy? Sao ông biết? Không biết cách, hồi, ông biết lối sao có phải vậy? Hồi đó nhà tôi bán gà cho mua mà. À vậy à, ủa có thật không chị?
Bùi còn ăn nguyên con bò luôn mà không biết hả? Sao sao vừa thôi. Ông này nói dối không gọi là chớp mắt luôn. Trời ơi, nói dối mà mắt không có chớp thôi nào. Đưa cái mặt này, đưa cái mặt lên này tôi nhìn coi có nó dối không? Đưa cái mặt coi. Đây coi cái thành thật không? Đừng cái mặt là thấy nó dối rồi. Mà say đắm đó. Này là thấy ghen chứ say đắm gì rồi. Cái tay này á, cái tay mắt đạt cái gì? Lấy tiền, lấy tiền, lấy tiền. Ôi trời ơi, cái kìa cái gì? Cái mặt nó kìa bạn ơi, nhìn kìa trời ơi nó bự mà mặt nó ôi nó cùng niềng răng đó chứ trời ơi. Trời ơi nó dữ quá trời luôn. Ôi ghê quá, chạy nhanh lên. Ui may quá, không sao. Em đi làm phải lụm tao tiền trước. Đúng rồi, phải lụm tao tiền. Trời ơi, tôi mất 10.000 cho tôi lụm lại 10.000 á. Mình lụm được 4.000 rồi. Ôi nhìn nè. Ủa tao ba ba không à. Ủa trong trường mình có. Quay lại lụm tiền. Cậu quay lại lụm tiền. Ủa chị, sao nãy nói dữ lắm mà. Sao vậy? Chị nghèo đây nên mới phải lụm đó. Ủa từ sao cái trường này lạ vậy? Đây trường học không vậy? Sao lại thoát khỏi la da cho mày nó vậy? Ủa đây phải trường mình không? Tôi tự rớt rồi. Ba này chắc là trong trường hóa học á. Ai à? Nó chìm mọi người. Nó chìm. Trời ơi bạn ghế bây giờ lộn xộn quá trời đất luôn các bạn ơi. Đó từ từ mấy cái đó chìm nha mọi người, từ cẩn thận nha, nó chìm nha, mấy cái này nó chìm. Đó, ok. Có đâu? Có chị ơi, chị ngon chị đứng đây đi. Tới đây. Môi tới đây coi. Đứng lên mấy cái này coi. Lưu điểm hồi sinh như đã rồi sao? Rồi, đứng lên mấy cái ô kia, mấy cái ô xám kìa. Rồi đứng đi. Thầy thì thể hiện mệt ghê luôn, bắt nạt cũng hay thể hiện đó. Thôi bạn ơi, em tính ra trong lớp nè, mua là một quy cá biệt, tính ra chị với ổng là một phe luôn á chị. Thôi rồi, ủa gì xem? Nhẹ ý em là gì? Ủa xem? Ủa xem? Ủa chưa lưu? Em chưa lưu rồi xem. Ủa chưa lưu để hồi sinh mà mua chi vậy bà? Trời ơi, mua dữ quá. Xin lỗi cái cây. Thôi em đừng lo, mua nãy vừa nói xong mà cũng rớt rồi em. Trời ơi, khổ quá. Rồi đi mọi người, cả nhà mình đi nè. Đi thôi. Cái gì đây? Đây đâu nữa vậy? Ôi, cái này nha. Ê, sao cái này giống là thịt bò BBQ vậy? Thịt bò BBQ vậy? Tôi thấy cái ngã tủ của ông này. Cái này là canteen. Canteen trường này lạ quá ha. Trời. Canteen trường này nhìn như ngoài lấy gì ta. Ui gì lọ đó? Lọ thiêu vậy đó mấy bạn. Trời ơi, nó thua vô. Trời ơi, đây có thời gian mà chạy nhanh. Thôi chạy nhanh còn kịp. Ui trời ơi. Ủa gì mà trường học mà cho gì đây, cho lưỡi lam lưỡi cưa vậy? Ủa thế ghê vậy? Ôi trường gì đó. Ai cẩn thận nha. Đúng rồi, cẩn thận á. Ủa Phong ơi. Đây. Trời ơi, ông phải em nói phải nói tiếng với tôi tự bị câm luôn ông ơi. Simi và Camui đang đứng dậy đợi Sam nè. Không phải đâu Sam ơi. Phong bắt nạt nhiều quá nè, chắc cái tên bắt nạt mà không im nên là Phong phải im đó. Phong giờ rén rồi, giờ Mui là chị đại mà mấy bạn thấy em tôi nói rồi, trong cái đống này chỉ có chị ta tụi mình bị bắt nạt thôi mà Mui sao dám bắt nạt được. Trời ơi Mui dễ sợ mà. Bà nói ủa, mà, nói sao chị lại ở đây với em chứ chẳng lẽ chị đây sai rồi ngày xưa à? Nha ngày xưa Mui là đóng vai là tiểu muội á, là bị bắt nạt á nha. Sam là người bắt nạt tiểu muội đó. Trời ơi mọi người nhìn tôi chứ nãy tí nữa tên kia bắt nạt người tí tôi chấn lột người lại đúng không? Giữ thân cho từ. Ôi trời ơi, ôi yêu, trời ơi, trời ơi, tự quá vậy. Mà bỏ trong cái ly á, xong cho thêm tí đá. Thôi, ông chơi mình đi, ông gớm dừa thôi, chứ không ai gớm lại ông đâu. Cho thêm tí kiểu thịt dừa, rau câu rồi vô quậy lên, trời ơi. Cái gì? Cái màu xanh lá màu của ai tự biết. Chả liên quan, chúng tôi đừng có làm vậy. Sao không? Trời ơi, mấy người thích màu xanh lá, tôi thích màu xanh dương rồi tôi uống nước suối rồi à. Ủa ý nếu muốn đâu. Ủa từ cái gì đây? Ui, cái gì đây? Sắp kê đầu giường á. Ủa Mui sao mình không nhảy xuống, Mui sao mình nhảy xuống kia vậy? Trời ơi, ai chỉ gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, vô đây có múa đâu bị bắt nạt rồi, hết múa rồi, giờ đây có ai bị bắt nạt hết trơn các bạn ơi. Ủa không, nhảy thẳng xuống đi. Thôi sợ lắm chị ơi. Đó, em mà tính ra tụi mình cực khổ vì dành 10.000 sáng của tụi mình gọi là chỉ là vượt biên vượt khổ à. Trời ơi, vượt mát quá trời luôn. Vì 10.000 sáng thôi các bạn. Đó, trời ơi, đụng tiền của má đưa mà phải trân trọng chứ đúng không. Ủa Sim đâu ta? Sim ơi là từ đợi. Em bị rớt. Ê Phong ơi, tôi sẽ có một câu hỏi dành cho mọi người. Tôi có một câu hỏi dành cho mọi người. Đó chính là mọi người, cái đồng tiền đầu tiên mọi người kiếm được là từ công việc gì? Và mọi người kiếm được bao nhiêu tiền?
công việc đầu tiên của tôi phải là do chính tay mọi người kiếm rồi được tôi Sammy trả lời trước đó. Công việc đầu tiên mà tôi kiếm được tiền đó chính là nhổ tóc bạc cho ba đó. Tôi nhổ một cọng là được 1,000 đó, ghê không? Rồi còn xin sao? Xin nhớ không? Em nghĩ chắc là bán chanh. Bán chanh. Ồ đúng rồi. Nhà Simi là bán nước chanh hả? Không, em rồi. Ông bán nhà đó là làm mấy cái trái chanh để mình pha nước là chanh uống đúng không? Tôi vẽ ra mấy cái bức chanh đó, đúng tôi bán 1,000, 2,000. Mui vậy đó. Rồi còn Mui sao? Mui sao? Công việc Mui sao? Mui thì công việc đầu tiên là thực tập làm kế toán nhưng mà hồi đấy là lương được 2 triệu xong rồi đi ra Hà Nội á. Dữ vậy? Mình tính chưa xong. Rồi chị đi ra Hà Nội đúng không? Chị tính mua cái gì hoặc là sau đó chị không là bị rơi mất. Rớt 2 triệu luôn hả? Dữ vậy? Trời ơi, chắc nó buồn lắm nhờ. Trời ơi, buồn rớt ruột luôn. Chứ cái gì luôn á? Lần đầu tiên kiếm ra tiền, đầu lương đầu tiên mình được nhận. Ê xui, chị Sukuna vậy uống không phong sao? Ông nói sao? Ôi, cứ vậy cũng mất. Trời ơi. Còn ông sao? Ông kiếm đầu tiên là gì? Công việc đầu tiên ông là gì? Tôi hả? Công việc kiếm tiền đầu tiên của tôi á là công việc giống như Sam nói á, là nhổ tóc bạc cho ba. Nhưng mà ba nói là nhổ tóc bạc cho ba, ba cho tiền nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy ba cho. Giờ tôi 23 tuổi rồi. Bây giờ tôi 23 tuổi rồi tôi vẫn chưa thấy ba cho tôi tiền nữa. Cho nên là cái đó chưa tính là công việc có tiền. Trời ơi, cho nên là tôi sẽ ơi. Cho nên công việc đầu tiên của tôi nghĩ là chắc là bán đồ ảo thuật. Hay dữ vậy. Ngày xưa nha là tôi mua ngày xưa là tôi mua một cái bộ bài về, hiểu không mọi người? Hiểu không? Mà ngày xưa có một cái trò ảo thuật là cầm 3 lá bài có thể biến cho 3 lá bài trở thành tờ tiền, hiểu không? Đó. Trên ngày xưa ngày xưa tôi mua một bộ bài về, hiểu không? Tôi chia ra mỗi cái là 3 lá, xong tôi bỏ vô mỗi cái 1,000 nữa. Đó có nghĩa là tôi bỏ 1,000 tôi bán được 5,000, ghê không? Rồi, nói chung là Phong Cận là ảo thuật gia đó bạn, mà bây giờ Phong Cận đi đâu mất tiêu rồi bạn ơi. Mình đấy là tôi cũng đang hỏi Phong Cận mãi. Đâu rồi? Phong Cận mãi nói chuyện quá thành ra là quên mất phải đi ra. Bạn bỏ mình luôn. Biến mất hả? Bỏ chị mình đi luôn. Trời ơi, từ thôi. Mọi người đừng quên nhiệm vụ của chị. Tôi nói gì chứ? Em đi trước mọi người mà gọi là mấy màn luôn mới nói vậy Mui. Trời ơi, ông phải đứng đợi trước nghe phải chờ mọi người chứ. Đúng rồi. Mà cái việc chờ. Sao tại sao phải chờ? Mọi người đi chậm mà mọi người tự chịu sao phải chờ? Trời ơi, ủa xin mày bỏ gì luôn á xin. Em phải chờ Mui chứ. Em đợi. Ok. Không giống Phong Cận đúng không? Phong Cận trời. Buồn quá bạn. Mới là chị em. Đúng rồi, mới là thôi, chị em. Thôi tao game nha. Thôi. Mệt quá. Nói rồi. Nhìn mắt vậy trời. Đây rồi, đi các bạn ơi. Đi nói ta vậy, người ta đâu còn ai xem tôi là anh em thì tôi out thôi. Đúng rồi. Ủa sao em có bạn em của chị à? Rồi, thôi, bây giờ mình gác được chuyện đó đi mọi người. Bây giờ cái chỗ này nó trời ơi, từ từ. Nó đang có cái gì thế này, có ly dơ lắm mọi người ơi. Trời ơi, cái nhà trường hay cái gì vậy? Như nhà tù vậy. Cái này còn khiếp hơn nhà tù đó bạn, nhà tù đâu được như này đâu. Nhà tù còn xịn hơn nữa. Chị rồi anh Phong ơi, Phong rồi à Phong, Phong ơi đừng rơi Phong ơi. Trời ơi, thôi tí tôi cho 10,000 ăn sáng của tôi được chưa? Hết rồi. Ơi đi nhanh đi bà nội, đi nhanh đi. Đây. Đi qua đây nè, chứ đâu đi bên đó bà nội. Đúng rồi, bên đây nè. Phải bấm bên này rồi mới đi sang bên đấy được chứ. Đúng rồi. Ủa thì qua nè. Rồi đây. Ui em hồi chưa sao cái trường này toàn lava không gì ta. Ui không thấy cái. Ui tiền. Ui tiền. Đó phải lầm tiền nha. Phải lầm tiền. Làm gì làm bây giờ. Trường này ít tiền quá ta. Bình thường nhớ trường người ta làm rớt tiền nhiều. Trời ơi ông gì? Ơi. Cái ông nội. Ê, mà bắt nạt mình lầm hết tiền rồi. Ngày xưa mọi người có bao giờ lụm được tiền học tiền ở trong trường học chưa? Có. Ui dạ. Ui gì vậy? Ôi trời ơi trời, vừa nói Tào Tháo tới Tào Tháo rượt liền luôn. Ủa trời, ủa bấm rồi. Cái nút bấm. Ủa ông rồi. Trời ơi trời, cái tay này gì đúng ghê luôn mấy bạn ơi. Bấm ba nút là ba nút được hả? Ui đây. Đâu. Đừng có bắt tôi bà, đừng có chết 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 nước gì mũi người tôi. Trời ơi. Phong Cận nè, Phong đẹp trai quá trời. Ủa kẻ thất bại. Ủa đây là cái mặt của mình hay sao mọi người? Ủa cái mặt mình sao nhìn tội nghiệp vậy? Đây cái mặt mình nè. Mình xương nè mọi người. Ôi trời ơi, trong này đâu phải mặt Sam nè, mặt Mui. Tính ra ngoài những cái người mà bị bắt nạt hầu bớt sẽ có cái logo như này, đeo kính và mặt và tàng nhang đây các bạn ơi, đeo kính và tàng nhang ai cũng vậy. Đó. Ủa Sim có tàng nhang, muốn có tàng nhang vô quẹt tàng nhang vô. Chưa là người gọi là chưa bị bắt nạt rồi. Bắt nạt phải có tàng nhang nghe mấy Phong à. Liên quan gì? Ủa tại sao bắt nạt phải có tàng nhang? Nè, chính hình nè. Liên quan gì?
Rồi, ok, bây giờ nhiệm vụ đáp đạo. Từ từ. Ê, cái toilet này tính có... Ủa, có tiền. Ê, thôi, thấy có tiền. Ủa, tiền hả? Trời ơi. Toilet mới có tiền rồi các bạn. Trời ơi, trời đã quá. Ui, có cái gì đây? Ui, toilet có hầm bí mật nè. Gì đây? Gì đây? Có biết gì không? Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Thôi, bớt kể đi, mệt kể hoài nữa. Trời ơi, trời ơi, trừ tôi muốn vượt ngập rồi. Ủa, cái gì vậy? Ôi. Cái gì vậy? Ui, ui. Ôi, trời. Cái gì là cái gì đây? Cái này là siêu tốc độ bạn ơi, wow. Wow. Siêu tốc độ. Đúng ui. Rồi, trời ơi, mà nó có sức mạnh, rất là nhanh luôn. Ông ơi, chị đâu rồi? Ô, chị đang xuống lớp hả? Đây, em sắp thắng rồi, Ui, trời ơi, cái đường, ủa cái này có phải là lớp học hay sao giống như tòa thành vậy ta? Ôi, quá trời luôn. Đây là hệ tư tưởng của kẻ bắt nạt rồi. Ủa là sao, em không hiểu. Em biết rồi, đây là tâm trí của kẻ bắt nạt. Trời ơi, nó dài luôn má ơi, chê từ đầu luôn mấy má. Cái gì? Cái chó dài rồi, tôi đâu rồi. Nãy giờ chị mới nhảy rất là cẩn thận nè. Ủa, cái đường nó dài lắm mấy bạn ơi, trời ơi, quá trời luôn. Ủa từ mà chạy đua. Ủa từ môi sao em đi cỡ nào em cũng cái váy em cũng còn mà sao cái váy gì mục vậy, trời rách rỡ vậy. Trời ơi. Nghèo khổ vậy luôn hả? Thì chị đã bảo chị nghèo mà em đâu có tin chị đâu. Em đâu biết đâu. Trời ơi, tính ra mọi người ơi, tính ra trong hội đâu của người ta nè. Trong hội tính ra ai cũng mặc đồ đoàn hoàng tử tế hay quy rách cái quần à mọi người ơi. Trời ơi, góp tiền mua cái quần mới cho mọi kia. Trời ơi, có kia. Con người gì đâu cực khổ vậy. Lên không? Sau khi thoát khỏi trường này, mua mặc cái đầm sơ đen dài 8 mét chị coi. Đúng rồi, vậy. Chị thiệt á. Chị phải khịa cái tên bắt nạt mình. Mua đồ đắt tiền vô eo gì Louis Vuitton đó đi ơi. Á. Trời ơi. Ok. Đây, qua đây còn học thể dục nữa. Khổ chưa? Rồi đây. Cái trường này giống như tôn thờ cái ông nội nè. Sao dán tranh tùm lum la luôn á. Ủa, có tiền mà lâm tiền, phải lâm tiền nha. Tiền. Mình lãnh được 10 ngàn tiền ăn sáng của mình hả? Ôi, cái gì vậy? Kệ bắt đạt rồi sao? Bây giờ phải đối đâu với kệ bắt đạt đấy hả? Nói được. Chị đây hãy. Tôi là từng là kẻ thua cuộc như bạn. Cho đến khi một kẻ bắt nạt tiếp cận tôi. À, là cái tên này từng bị bắt nạt rồi. Tôi đã cố gắng giải thích với anh ấy rằng là tôi có tiền như anh ấy không quan tâm. Tôi không có tiền như anh ấy không quan tâm. Hắn đá tôi xuống cát. Trời ơi. Từ kẻ bị bắt nạt trở thành kẻ bắt nạt luôn. Trong khi tôi ngồi đó khóc, tất cả những gì anh ấy làm là cười. Tôi quyết định sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa. Và tôi quyết định trở nên mạnh mẽ và có thể trả thù. Ngầu quá ta. Ngầu như ta. Mọi người sẽ không còn bắt nạt tôi nữa. Cái áo màu xanh dương giống áo tôi vậy. Trời ơi, đá lại luôn. Trời ơi, đá lại thành bắt nạt luôn. Và thời điểm đó tôi biết rằng tôi có nghĩa là tôi là kẻ bắt nạt. Trời ơi, quá trời. Quá dữ lên đây. Cái gì vậy? Và bây giờ tôi sẽ đánh bài bạn. Tôi thấy có Kairon đứng bên ngoài đang cổ vũ rồi mọi người. Trời ơi, bây giờ cái tên này bắt nạt ngược lại tụi mình. Và bây giờ mình bắt nạt lại tên này. Trời ơi, dạ bắt nạt tôi vậy? Ui, ui, trời ơi, đây bóng rổ kìa. Ui, đây đây. Mọi người, đánh nó đi. Ui, chạy bóng chó đó mọi người, chạy bóng chó. Thôi, tôi xong nha mọi người ơi. Trời ơi, đây. Làm gì? Đây, tôi sắp xong rồi, Đây, tên bắt nạt xấu xa. Ôi, trời. Xem. Ủa, tao khóc chạy rồi. Yeah, mình đã chiến thắng rồi. What's up? Tất cả, mặc dù là kẻ bắt nạt nhưng mà nội tâm vẫn rất là yêu người. Hóa ra mấy bạn ơi. Sao người em không còn dưới chơi kìa. Đâu, ấy từ sau đầu này. Ủa, cam mui cây. Sao cam mui đầu này vậy? Ủa, cái cây con keo vậy? Sao cái quần cam mui rách vậy? đánh chặt rách đó ông ơi. Đó. Nhẹo. Thôi thông cảm đi bạn ơi. Đây, tụi mình đã chiến thắng xong được rồi. Oh yeah. Tụi mình đã không còn bị bắt nạt nữa bạn ơi. Nên là dù các bạn nhớ nha các bạn, bị bắt nạt hay bị gì đó, đừng quên nói ngay cho giáo viên hoặc là ba mẹ nha, chứ không thể để yên nha các bạn. Trời ơi trời, tính ra là bây giờ mình có 10 ngàn ăn sáng đúng không? Trời ơi, em mà tính ra cũng tội nha. Cái tên này không phải là muốn mình làm kẻ bắt nạt, mà đơn giản là hồi đó cái tên này bị bắt nạt xong có cùng gùng lên. Đó, cũng tội ha. Bây giờ tôi là nóc nhà rồi. Trời ơi, cái gì giống có nội, cái gì vậy? Trời ơi, ok mấy bạn ơi, các bạn thấy tên bắt nạt này có tội nghiệp hay không? Đừng quên các bạn bị giải sao biết nha. Còn riêng mình nha, tuy rất là tội nghiệp, tuy là hồi xưa mới bắt nạt, nhưng mà bây giờ bắt nạt người khác là không tốt. Vì tại vì bắt nạt là một điều xấu, các bạn không nên bắt chước theo nha, nhớ nha. Trời ơi, có bị cái gì đừng quên là báo với giáo viên hoặc là gọi là thầy cô, ba mẹ nha. Chứ đừng có bắt nạt người khác nha, xấu lắm luôn.